cái chân các bạn dài giống như chân chị Đào á. Các bạn đó là dài nè. Chị Đào đang rất là hứng thú với chiếc xe này, đang nghịch tứ tung luôn. Còn bây giờ Cường sẽ ngả ra ngủ một xíu. Hôm nay Cường sẽ ngủ với chị Đào. Bên cạnh Cường đang ngồi với chị Đào, làm sao mà Cường có thể ngủ yên được. Đây, nếu mà chị Đào hết không gian lãng mạn của Cường này, mình sẽ tắt cái đèn này và Cường mở những cái đèn mà của những cái tiện ích xung quanh. Thôi mình sẽ mở lên cho chị Đào đỡ sợ, đỏ hết mặt rồi kìa. Nãy mình có đụng chạm chị Đào xíu rồi. Xin chào các bạn, mình là Cường đây, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 6A Trần Hưng Đạo quận 1. Thì hôm nay khác với thường lệ, Cường sẽ review cái vị trí Cường ngồi đây trước. Bởi vì cái vị trí Cường ngồi đây nó quá đặc biệt đi. Tí nữa những cái xung quanh ngoại hình ở phần ghế lái thì Cường sẽ review sau. Nhưng nay Cường sẽ ngồi ở vị trí này và review cho các bạn trước về cái vị trí này cùng với lại chị Đào. Chị Đào có thể tự giới thiệu về bản thân của mình được. Xin chào các bạn, mình là Đào, là nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom Trần Hưng Đạo. Nào, những chiếc xe limousine, Fortuner limousine thì các bạn đã quen thuộc với cái hình ảnh là ở cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba đúng không? Nhưng mà chiếc xe của mình đường ngồi đây chỉ có hai ghế thôi. Hai ghế mà hai ghế này là hai ghế VIP. Cho nên cái phiên bản Cường đang ngồi đây là phiên bản Fortuner Limousine phiên bản VIP. Thì Cường không có nhiều thời gian để review cho các bạn tất cả những cái tiện ích xung quanh, nhưng mà thực sự là nó có quá nhiều tiện ích đây. Cường sẽ cố gắng Cường nói tất cả những cái tiện ích xung quanh cái hàng ghế Cường ngồi ở cái vị trí này đây. Đầu tiên, khi Cường ngồi lên là một cái cảm giác là cực kỳ thoải mái. Và cái bản thân cái ghế này nó quá bự đi, nó bự hơn so với cái ghế bình thường rất nhiều. Cường ngồi mà còn cảm thấy hai bên rất là rộng, và mình ngồi mình cảm giác mình đang chênh vênh, mình mông lung giữa cái ghế to này. Chị Đào có cái cảm giác nào không? Ừ, có. Ghế này nó rất là bự luôn. Cái ghế này các bạn nặng 100kg, các bạn ngồi thì nó sẽ đầy cái ghế này thì chắc chắn là nó sẽ rất là thoải mái. Và mình ngồi cảm giác là cái thể trạng của mình nó đang còn nhỏ so với cái ghế này luôn. Và điều thứ hai nữa là cái ghế da trên cái xe này nó mình cảm nhận được là nó rất là êm. Nó êm hơn hẳn so với những chiếc xe limousine mà Cường từng ngồi. Và cái nó rất là sâu xuống bên dưới. Thì nó cho mình cái cảm giác ngồi giống như mình đang ngồi một cái ghế sofa ở nhà vậy đó. Và trên cái ghế này chúng ta có massage. Chỉ với một nút bấm chúng ta là massage. Nhưng mà không phải là massage rung nha, mà massage bằng hơi. Cái massage bằng hơi, cái ưu điểm của nó là nó rất là êm. Nó êm, rất là êm luôn. Chưa hết, quạt làm mát lưng. Bây giờ Cường đang cảm nhận một cái làn gió đang luân chuyển ở dưới phần mông của Cường và phần lưng của Cường. Nó giúp Cường không bị đổ mồ hôi lưng khi chúng ta ngồi trên những cái hành trình chạy liên tục. Và chưa hết, chúng ta còn có làm nóng. Nếu mà trời vào mùa đông lạnh, chúng ta vẫn có chế độ là làm nóng luôn. Vào ghế của Cường chỉnh điện không biết bao nhiêu hướng luôn á, có thể là 10 hướng. Đây, hai hướng lên, hai hướng xuống nè, là tiến lên, tiến xuống nè, bốn hướng nè, rồi là cái tự để chân nè, lên xuống nè, và chưa hết nó còn tiến lên, tiến xuống về cái bệ của chân. Mình sẽ tập cho các bạn xem luôn, là 8 hướng rồi. Và phần tựa đầu cũng vậy, tựa đầu nó là 10 hướng. Ghế của chúng ta sẽ là chỉnh điện 10 hướng. Đây, các bạn xem nha. Bây giờ nó đang lên hết cái hành trình của nó. Nó sẽ dừng lại, bấm thêm một lần nữa. Đây, bấm thêm một lần nữa. Cái của chúng ta đã được dài ra. Nếu mà chân các bạn dài giống như chân chị Đào á, các bạn đã được dài ra. Chị Đào đang rất là hứng thú với chiếc xe này, đang nghịch tứ tung luôn. Còn bây giờ Cường sẽ ngả ra ngủ một xíu. Hôm nay Cường sẽ ngủ với chị Đào. Rồi cái tựa đầu của chúng ta cũng vậy, chỉnh điện lên xuống. Đó, tuyệt vời. Ngồi trên chiếc xe này bây giờ Cường có thể ngủ, ai muốn làm gì làm, ai muốn chạy cứ chạy, sung sướng. Mà hơn nữa bên cạnh Cường đang ngồi với chị Đào, làm sao mà Cường có thể ngủ yên được. Đây, Cường sẽ trở lại cái vị trí ban đầu để tiện nói chuyện với các bạn. Đó là mới trên cái ghế đó nha. Còn bây giờ tiếp đến là cực kỳ nhiều tiện ích. Mình sẽ cố gắng mình review tất cả những cái gì đó nó đầy đủ nhất cho các bạn. Chứ bây giờ mình cũng chia sẻ thực sự là mình chưa có thời gian nhiều để mình trải nghiệm cái xe này. Rồi, xung quanh nè. Gia lộn nha các bạn. Toàn bộ là gia lộn hết. Cao cấp, cực thích cái gia lộn này.
ốp gỗ. Chủ nhân của chiếc xe này rất là tinh tế khi phối cái màu là màu kem, màu nâu nhạt, và cái gỗ của chúng ta cũng là màu vàng sáng kết hợp với lại những cái vân gỗ màu nâu. Cái tông màu nó cực kỳ ăn khớp với nhau. Tiếp đến là phần trần của chúng ta, đèn led tổ ong rất là sang trọng, và trên này cũng có một cái để chúng ta trang điểm, ví dụ như chị Đào này đó, trang điểm chuẩn bị cho một dự tiệc gì đó. Cái phần chi tiết trên này bọc da lộn rất là sang trọng. Và bên cạnh Cường có một cái vị trí bệ tỉa tay như là ngồi trên một chiếc xe Maybach rất là rộng rãi sang trọng. Cái bệ tỉa tay này nó lớn cho mình cảm giác rất là bệ vệ. Và chúng ta cũng có một cái cốc để ly. Những này có một cái hộp lớn thì chúng ta bỏ những vật dụng cá nhân ở đây. Chưa hết, ở cái bàn này chúng ta có hai cái bàn làm việc. Và cái thao tác để lấy cái bàn làm việc lên cực kỳ đơn giản. Đây Cường sẽ thao tác cho các bạn xem. Đó, bây giờ Cường có thể ăn điểm tâm hay là làm việc. Có một cái laptop đây, mình có thể xem phim gì đó ha. Nhưng mà doanh nhân thì chắc chả xem phim đâu, chỉ có mình xem phim thôi. Đó, rất đơn giản cho cái việc thao tác này. Mà mình sẽ bỏ xuống để mình tiện trao đổi các bạn. Phần cái phần trong này cũng được bọc da luôn. Ở đây ốp gỗ nè. Và ở cái bệ tỉa tay này chúng ta sẽ có cái núm để chúng ta chỉnh cái cửa gió điều hòa là nóng, tốc độ điều hòa bao nhiêu cho nó phù hợp với lại cái nhiệt độ của mình. Và dưới này Cường thấy một rừng nút bấm luôn, không biết là nút bấm gì. Cường sẽ vọc từng cái nút bấm một cho các bạn xem. Đầu tiên là hai cái nút bấm để điều chỉnh hai cái cửa hai bên cửa điện tự động hoàn toàn. Tiếp đến là cái phần nút ở chính giữa này, chúng ta sẽ thể chỉnh cái rèm. Rèm của chúng ta sẽ là chỉnh rèm toàn bộ luôn. Và các bạn thấy cái rèm đang chạy không? Đó. Xịn xóm ạ. Ngồi đây chỉnh toàn bộ những cái tiện ích xung quanh của Cường. Tiếp đến là cái nút này nút gì? À, tắt đèn. Mình phải mở lên liền không là chị Đào sẽ hoảng. Tối quá không thấy gì, hoảng. Tiếp đến. À, đây đây mình sẽ tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn. Đây, nếu mà chị Đào hết không gian lãng mạn của Cường thì mình sẽ tắt cái đèn này. Và Cường mở những cái đèn mà của những cái tiện ích xung quanh, những cái vị trí đặc biệt á. Ví dụ như là cái này nè, cái viền viền của cái chỉnh điện ghế á, hay là những cái vị trí xung quanh nó rất là sang trọng và lãng mạn, cực kỳ tuyệt vời các bạn. Và mình bấm, mình mở cái chức năng nào thì cái đèn ở cái nút đó nó sẽ sáng. Thôi mình sẽ mở lên cho chị Đào đỡ sợ đỏ hết mặt rồi kìa, nãy mình có đụng chạm chị Đào xíu rồi. Tiếp đến cái nút này. À, trời ơi mình quên mất cái này. Đây mình sẽ review cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có một bộ ly ở đây và kết hợp với lại một chai rượu. Chúng ta thưởng thức mình sẽ để lại. Và thụt ra thụt vô bằng điện nha các bạn. Ra vô hoàn toàn bằng điện luôn với một nút bấm duy nhất, cực kỳ xịn sò. Và một cái nút này các bạn thấy để ý giúp mình, tivi của chúng ta đang được nâng lên và chúng ta sẽ được một trang bị một cái màn hình lên đến 32 inch. Và cái màn hình này sẽ kết hợp với lại cái hệ thống điều khiển ở cái màn hình nhỏ này. Đây, ở đây hiển thị cái gì ở trên nó sẽ hiển thị cái đó. Và cái màn hình của chúng ta ở đây sẽ kết nối là được wifi này, bluetooth này, giống như một cái màn, giống như là một cái màn hình Android đa thông tin đa chức năng của các bạn, và nó kết nối lên được cái màn hình kia. Các bạn làm gì đây thì nó sẽ hiển thị lên trên kia, thì cái đó mình sẽ không chia sẻ sâu, nó sẽ làm mất thời gian của chúng ta. Đây Cường sẽ bấm cái đó xuống với một nút bấm đó, rất là tiện lợi luôn các bạn. Đó là những cái tiện ích xung quanh. Ngoài ra còn những cái tiện ích mà chúng ta không thấy được, đó là cái hệ thống âm thanh. Âm thanh của chiếc xe này đã được nâng cấp lên với hệ thống âm thanh nghe hay hơn, xịn sò hơn, trầm ấm hơn. Và thứ hai nữa là hệ thống cắt âm của chiếc xe này, nó cắt âm tốt hơn so với xe nguyên bản bởi những cái miếng dán của những cái thành xung quanh, từ sàn cho đến trần xe cho đến bên hông, nó giúp cho chiếc xe của chúng ta cắt âm tốt hơn. Đó là toàn bộ những gì Cường muốn chia sẻ với các bạn. Chị Đào có thể giúp em là em còn thiếu sót những cái gì không? Chị có thể chia sẻ giúp em. À, rồi rồi, không cần chị Đào nữa.
mình có một loạt nút bấm đây, mình quên để ý. Cái nút bấm này chúng ta sẽ điều chỉnh cái cửa, cái rèm cửa ở từng cái vị trí ghế, vị trí cửa một. Ví dụ như cái nút đầu tiên sẽ là chỉnh cửa lùa, cái nút thứ hai là chỉnh rèm của cái cửa kính liền phía sau này, và cái nút thứ ba là chỉnh của cái hàng ghế, của cái cốp đằng sau. Tương tự như vậy cho bên kia cũng có thể chỉnh được, bởi vì hai vị trí này là hai chiếc vị trí ghế VIP như nhau. Mà gần cũng thấy một cái nút bấm đây, đây là nút bấm đèn đọc sách. Cái đèn này sẽ phục vụ là từng vị trí ghế một. Và một cái tiện ích nữa là ở cái chế độ làm mát điều hòa ở đây, chúng ta sẽ là làm mát cho phần ở trên hoặc là làm mát ở phần dưới chân. Nó sẽ có những cái cửa gió điều hòa ở phần phía dưới để giúp cho chúng ta mát cả cái phần chân luôn. Chiếc xe này chăm chút đến từng chi tiết của người sử dụng. Chưa hết các bạn, ở phía trước cùng đây, ở cái vị trí này thì nó rất rộng luôn, cần phải nhích lên để tiếp cận với lại cái khu vực này. Ở khu vực này chúng ta sẽ có một cái hộc để chúng ta bỏ hai cái dù ở đây, rất là đẳng cấp. Và cùng chia sẻ luôn là cái dàn lặn của chiếc xe này đã được nâng cấp lên nữa. Nó sẽ lặn hơn và nhanh hơn so với lại dàn lặn của xe nguyên bản. Nói chung là tất cả những cái gì mà phục vụ ảnh hưởng đến việc trải nghiệm và sử dụng của người ngồi ở đây đều được nâng cấp toàn bộ. Bây giờ Cường đã có tất cả rồi, nhưng mà Cường vẫn đang thiếu đạo. Phần người lái cũng được chăm chút rất là kỹ lưỡng, từ những cái chi tiết xung quanh xe cho đến vị trí người lái. Các bạn có thể để ý, từ cái phần thành cửa này đều được bọc da và ốp gỗ rất cao cấp, bọc da chừng từng chi tiết luôn các bạn. Cho đến tiếp vào bên trong, những cái chi tiết nhỏ ở đây chúng ta cũng được ốp gỗ và bọc da cao cấp. Điều Cường ấn tượng nhất đó là cái vô lăng của chiếc xe này rất đẹp. Cái màu da của nó là màu da sáng, màu kem, rất là sáng. Và nó rất là sang trọng trên cái vô lăng này. Ở phần phía trên và phía dưới chúng ta sẽ được ốp gỗ cao cấp. Và những cái vị trí ở phần táp lô này chúng ta cũng được ốp gỗ. Tất cả các chi tiết đều được bọc da và ốp gỗ cao cấp. Phần ghế tất nhiên đều được bọc da, đều có chức năng là massage và làm mát. Tuy nâng cấp lên từ phiên bản Trend, nhưng ghế của chúng ta vẫn được trang bị là ghế chỉnh điện rất cao cấp và xịn cho. Ở phần chân cũng vậy, chúng ta đều được bọc da lộn. Cái phần da lộn này làm Cường cảm thấy rất là thích. Ở phần điều khiển trung tâm, những cái chi tiết đều được ốp gỗ lại. Ở đây là hệ thống điều khiển của cửa phía sau, cửa điện hoàn toàn. Phần mặt táp lô trên này, cái da này rất là mịn và cao cấp các bạn. Nó cho chúng ta cảm giác rất là mát. Đó là về phần hàng ghế thứ nhất của người lái và người phụ. Như vậy là Cường đã chia sẻ nhanh cho các bạn về cái chiếc xe Fortuner Limousine VIP chỉ có hai ghế đằng sau thôi, và hai ghế đằng trước nữa là chiếc xe này sẽ được cải tạo thành phiên bản là 4 chỗ, đăng kiểm sẽ là đăng kiểm 4 chỗ. Một chiếc xe phải nói là với một cái không gian nội thất cực kỳ rộng mà chỉ có hai ghế thì nó tạo cho Cường cái cảm giác giống như Cường đang ngồi nhà, không có cái cảm giác như là ngồi trong một cái hộp của một chiếc xe nữa, mà nó rộng như là chúng ta đang ngồi ở nhà vậy các bạn. Rồi các bạn, nếu có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc gọi điện thoại cho chị Đào. Cường sẽ để số điện thoại chị Đào ở bên dưới để được chị Đào tư vấn và chăm sóc một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường nha. Bye bye.